Chỗ này chỗ mới à? Tôi chưa nhìn chỗ này bao giờ. Đéo thì chưa xuống nơi, tiếng súng ầm ầm này. Trời nghe đâu nữa. Tiếng súng ở phía sau thôi, khu này không có người đâu. Tiếng súng hướng khác mà. Alep chạy vào lấy súng này. Không chết bây giờ. Ơ thanh niên quân đi đâu này? Con ông sợ quá chạy hết. Bố ông quân nó cứ đi tách lẻ đúng không đạo nhỉ? Xong toàn chết sớm. Mày chở ông quân. Xong đã thấy ngầm méo nói gì. Ông chạy theo tôi đi, ông chia theo lốt đi. Súng thấy đây hơi nhặt, cứ chạy theo tôi gì. Lút chung nhà. Chưa có ba này, à giáp 2 này. Ở định đi chỗ khác. Chỗ này có giáp 2 này. Đang lên, đang lên. Tôi cảm giác như nó cứ kiểu đéo gì, khó chịu quá. 20 FPS. Chơi game 20 FPS, rất hiểu. Ok, khi bắn súng. Trong chuyển sang góc nhìn thứ nhất. Cũng thế. Tao nghe giọng ông cứ gái ái kiểu gì nhỉ? Gì cơ? Tao giọng ông nghe nó cứ gái ái kiểu gì nhỉ? Anh nói đi. Chắc là đang ngập mũi. Rồi giọng con gái đi. Khu này như làm gì có ai đâu. Ừ, đây lại giáp 2. Lại mét kít rồi. Đi cạnh cạnh nhau tí, đừng có đi xa quá nhá. Lại mét kít rồi. Đứng đấy. Tôi mà chưa có súng lục đấy, tôi có mỗi khẩu lục thế đâu. Rồi tôi đi lúc vậy. Khu này không ai đâu. Cứ thoải mái mà lút đi. Tí trời bom 400 mét nữa bom. Chạy bo chưa? Chắc là tại cái F nó thấp quá. Chạy bo chưa? Từ 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 từ. Có được cái cốp nào chưa? Tôi có khẩu VFS này, nó có sẵn cốp. Khu này nghèo quá. Nó có cốp. Cốp gì? Tôi có cái Fed Rock này không lấy không? Lấy Fed Rock không? Cái đó là đấy không? À, đưa cho. Chờ đi. Đang. Yeah, x bốn. Tôi đây có bốn. Không em có ai đâu, ông quân ông sợ ông chạy luôn rồi. Bò đi nhá. Chơi chạy đâu, xa. Bò xa tiếp một khơi. Bắn nhau ở góc bên trên như cơ. Không ở khu mình. Đây có holo rồi. Tôi có cúp 4 holo rồi. Ok. Lại lát mình cay. Gì đấy? Bắn gần đấy. Chứ mà chân gần cho nó nữa. Mẹ bắn thằng mẹ mũ của nó ấy. Mẹ mũ hai. Ok đi 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 đi. Yeah. Chết
nhá. Bắn em. Chứ còn chân nữa sao nhỉ? Máu ấy. AK đây rồi. Kiểu gì nó cũng sang đây mà. Đặng AK này. Mình lấy hai khẩu AK luôn. Lấy hai khẩu AK làm gì? Cầm khẩu thôi, cầm gì hai cái đấy hay không? Còn hai cái đồ cầm rồi. Bo đây, bo sắp vào rồi. Đào thanh. Lâu, bo này xa lắm. Bo trong cái máu này chậm lắm, cứ thoải mái. Con lùn kia đâu rồi? Con lùn đâu rồi? Con lùn đâu rồi? Tí đạn quá. Ông có đạn trắng không? Không có đạn đạn 45 ATP không? Đạn trắng ấy. Tôi có đạn 7 thôi. 7. Đạn của vết to gì? Ừ. Đạn vết to ấy. Cho mình 7 viên. Đây rồi, nhặt được thêm 2 băng. Được rồi. Khả năng ngon rồi, đồ mình trận này khá ngon rồi. Nếu mà thanh thốc được 2 kill luôn. Map này liệu có vào meta không? À, ông quân lấy được ô tô rồi. Thôi chạy đi. Quân phi sang ô tô sang bên này đi quân ơi. Đừng nó bỏ lại mình ở đây nhá, ông quân nhá. Xe đấy này. Rồi, đây xe đây, đây xe đây. Quân đi sau, quân này đi thôi, quân này bỏ vào kìa. Quân có ô tô mà, rồi. Ông lái xe không? Ông lái xe đi. Ông lái không, ông lái. Tôi lái khéo đâm. Ông lái nè. Hay ông lái xe. Ông lái không? Ông lái đi. Tôi lái lại đâm vắt nổ xe mất ngủ. Đây có cái ấy bọn nó vượt nhau đây này. Tạc. Lúc trong có gì không? Sao bắn nổ lốt gì? Ok. Quân bắn rồi kìa. À đâu phải, khác. À không. Không phải. Ông bên mình. Ok. Lúc đây không có gì không? À chả có gì đâu, có mỗi khẩu thu sơn mà. Không có gì, không có gì. Đấy. Ngồi sang bên kia kìa. Ngồi sang bên kia bắn được. Ngồi ông ngồi chỗ đấy không bắn được. Ngồi sang cái bên ấy kìa, bên ghế kìa. Đi nè. Ngồi sang bên ghế đi, ngồi sang bên ghế đi. Đâu, có chuyển được sang đâu. Một bảy lăm. Ai vừa nói 175 á? Thằng bên cạnh. Dạ. Ấy này. Quân này. Ừ. Ô tô. Bắn ai đấy? Bắn ai đâu? Có người đây này. Ở quân sao không bật mic lên quân ơi? Quân không? Thompson. Có Thompson đấy. Giảm thanh AR ra, ai cần đâu? Ai cần AR không? Ai cần giảm thanh AR không? Không có. Giảm thanh AR ra, bắn không? Không cần. Tôi cầm AK mà. AR, AK, AR. Lấy liệu. Lấy ăn. Liệu đâu hả? À đây liệu. Nó
nó có chặn cầu không ta? Bo vào rồi đấy. Ủa có tiếng súng không? Bắn đâu đấy? Nghĩ sao ta một thằng nữa? Thằng con. Tôi không phụ kiện à? Tôi có phụ kiện. Có băng đại trị nữa không? Qua cầu ấy, qua cầu ấy. Nó 20 FPS là cảm giác ngắm nó di một lúc thì cái tâm nó mới đi theo à, mình di chuột lúc ê để nếu tôi đi luôn đi nó kiểu đi đây đi đây có chỗ vãi đợi 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 tôi đợi tôi. Đi đâu đây? Đang quay đầu đấy. Bắn tiếp rốt đi. Ông quân đi đâu? Quân ơi đi đâu quân ơi? Ông quân đi xe khác à? Từ phanh. Phanh lại để tôi bắn cái lốp xe kìa, chẳng quay có thằng nào đi sau mình, nó đóng xe đi. Cứ đi tàu lái tí nhé. Ở đây căng ta hồn đi. Để cháy. Còn lại một bò sắp hết tí. Ủa cái gì đấy? What the fuck? Lật xe thế nào nữa? Đấy không có máu ạ. Bốc đầu lên xong từ dừng bay phát lật xe. Ủa sao thế? Không lại. Ông ấn có cái nút đổi chỗ đấy. Ở đây có nút đổi chỗ mà. Đổi chỗ sang bên kia mà ngồi. Chẳng may có ai mà còn bắn được. Nhảy gì? Ở đâu? Bắn được đâu? Ngoài. Trời có rồi mà. Có súng ra bắn được mà. Không. Không có nút súng. Có được mà, sao không được đấy? Không được. Con đi đường nào? Cái ông quân. Tí tí chấm vào đâu nhỉ? Ô có xe trước mặt kìa. Mới đánh lên hàng. Bỏ đi. Bỏ đi. Bởi vì có hai người không chơi được. Sao mày có thính được nhỉ? Đây có tiếng súng. Ui rồi. Ô địch tàu lái đây. Còn đang bắn ai kìa? Bọn nó bắn nhau à? Bắn ai không biết? Mà ta nếu mà không bị cái kiểu mẹ lặn rác 20 FPS này thì Ủa, lại đi lại lộn. Lên thuyền phi sang bờ kia. Nhanh. Thuyền cơ mà không đi xe máy đi. Nhầm. Nhanh lên. Đâu rồi? Rồi á. Cái thuyền cho an toàn đi cầu nguy hiểm. Ông Misotan đang phi ô tô vào đấy. Nhưng mà tôi chỉ sợ thì nó vướng vẩn đấy, bo ra biển. Có khi bo vào Mita Bau hoặc là Mita. Ôi nó bắn mình. Bắn đâu? Bắn mình đúng không nhỉ? Tôi nghe keng cái kia bắn vào tàu mình nghe không?
đấy thì có tiếng đạn được. Có thằng bắn thật, có thằng bắn thật, có thằng bắn thật. Bắn chỗ nào nhỉ? À. Chạy 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 mẹ. Xa lắm, chả nhìn thấy tiếng súng cơ mà. Sao quân? Không quân cách 400 mét bắn chéo. Đi đi đi. Từ từ để bom, để bom, đợi bom xem nào. Không quân đi. Mày không quân đi nè. Từng nghi vô vớ vẩn nó bo biển không quân không. Chả biết. Nó bo biển cộng đồng. Nó bo biển luôn. Nếu nó bo biển đâu. Đất bò đúng không? Ai lấy rồi. Cái thằng này nó có tí nào. À cái thằng đâu rồi. Đâu rồi. Đâu. Xem nào thì lấy tô 4 chỗ hay là 4 chỗ 2 chỗ tí phi mà bò 1000 mét nữa bò sáng mắt ở mò vi ta ba cua mà có tủ lóc quân đâu 2 chỗ rồi đẹp à đâu 4 chỗ 4 à đâu à đâu 4 chỗ 4 chỗ 4 chỗ 4 chỗ có xe 4 chỗ đều yên tâm. Cái đồ này là nha. Uầy. Ừ. Uầy. Ở tay. Cứ kéo lên cắt đi. Ở tay. Ủa là xanh gì không liền. Lên xe đi, đạn xanh đâu dùng đâu. Lên xe, xe, xe nào. Đạn trắng này. Đủ rồi, 180 viên thừa bắn rồi. Lên xe đi, xe, xe nào. Đang chạy, đang chạy, đang chạy. À này, à này, à này. Thôi, ờ, ông quân đi đâu đây? Đi. Đi xe đây. Chậu, cái gì đây? Đi chậu. Ồ, đưa cái bạn đó. Ở nhà đấy. Cái lão đi, đi trước xe đi. Đi. Ông mà còn đi hai xe nữa. Kiếp. Châu quân làm bia đạn vậy. Đâm cho phát. Đạn để lại ô tô nữa kìa. Ông quân lấy ô tô đi, hai ô tô đi cùng. Xuống đây lút nhà. Thôi lút tí giờ này nữa. Ôi kìa, nó trước mặt, con xe trước mặt mình. Dispen. Con xe phía trước ấy. Đi theo quân. Đi theo quân chứ. Không quân làm cho gì ấy. Sao không thấy à? Sao thấy cái thính nào vậy? Thính thùng gì? Để chuyện ngồi trên xe mà quay góc khó chịu quá. Gọi ông quân ông thích làm gì ông làm cái áo cái, ông chạy vòng vòng kia kìa. Ừ hay ông quân ông thích tàu lái thì báo lút rồi đi đi tối nhá khỏi có người lút rồi á mình đứng đây mình đợi bo thôi cẩn thận tối trong nhà gì ai bắn cái gì vậy. Không làm cho gì kìa quân Huy Anh à, áo Huy Anh. Tối trong nhà, xem có đồ gì không để lút. Lút gì rồi này nữa. Ông bắn ai đây? Cất lộn đi đấy. Bắn ai đây? Có tiếng đạn đâu ra bắn nhỉ? Ông quân không bắn. Đấy. Tiếng đạn. Đến đây lại bò. Mà cái map gì này thật. Khu này rộng này ở lại bò vào rồi chạy bò này có thính không ở đây có tiếng súng đâu ấy con bắn ai đây
cái đéo lên đấy. Ờ đúng rồi, có thằng vãi cả đấy, có thằng nó chạy ở đây ạ. Đi xe đi bộ. Thôi đi bộ ơi. Nhà bên kia có không? Để xe đi tiếp. Thôi đi xe đi, xe đi, xe đi. Đi xe đi cho an toàn, đi qua cái chỗ này nguy hiểm lắm. Ê, lại ông đâu đấy rồi? Ông Huy ơi, ông chạy đâu đây? Đi ông chạy cách xa tìm ông hơn 100 mét rồi kìa thì sao chơi? Chẳng ô tô ở đây. Ô tô nhìn trên bản đồ chứ. Bỏ về đây, bỏ về đây, bỏ về đây. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Sao ông thương ông chạy tận ra đấy vậy? Team đang đứng ở chỗ này. Nhưng mà bò cái hướng đấy mà hướng bò đâu. Giờ này con chạy đến lốt rồi. Cái đó đang đi qua kìa, nó đang qua sát ông Huy anh kìa. À ông Huy kìa. Có không kìa? Nó sau mấy cái đống rơm hình vuông này, sau mấy cái hộp vuông này. Nó đáp bùa mẹ. Lúc nó bắn ông mấy người, nó có mấy người. Đấy có một thằng kìa, một thằng kìa. Trước mặt ông luôn đấy. Biết rồi. Đấy đấy. Okay. Chết rồi, nó rồi. Có một thằng nữa. Ôi, một thằng đâu? Có hai thằng đấy. Ôi. Cứ đứng ở đúng rơm đi. Cứ đứng ở đúng rơm đi. Tôi định ấy để tôi lấy cái mũ ba. Nó bắn. Nó bắn ở nhà ấy. Đấy, nó bắn ở nhà ấy. Mẹ, cái... Tầng 2, tầng 2 tòa nhà phía trước ấy. Khó nhìn mãi. Tầng 2 tòa nhà phía trước mặt ấy. Nó bò vào rồi. Chạy đi. Nó bắt buộc phải chạy, chạy bò. Thôi ra đi, theo ra đi. Quấn nấu, quấn. Mẹ nó còn hết nước. Lại bỏ mạnh ở nhà nữa. Không nhanh lên. Để nó bắn đấy, nó bắn đấy. Nó bắn. Nó bắn tọa. Lại ở đằng kia có tô nữa. Tính kìa. Tính ngay trước mặt luôn kìa. Thính làm gì ra này, giờ này ra đây thính cho bọn nó làm biết được tầm bắn của nó à. Thính xem có thằng nào ở đấy đi không bắn. Cái nhà nào đi vào chứ ông phi giữa đường này. Quấn. Quanh đây là cái nhà. Có mỗi khu này này. Nhà bên khu kia kìa, khu này cũng được này. Cái này, khu này này, nhà toilet này. Chứ mà khu toilet này này, cố thủ trong đấy. Tôi có ông có nước không? Có nước không con này? Tôi xin chai nước nào. Ông có bật mic đâu? Có, ông vẫn nghe mà. Có lùn bắn VS. VS mạnh mà. Có gì đấy? Không có bắn ai đây? Không quân đi. Không quân nó bắn tinh. Không quân nó cố thì không đi sang hướng mình. Đi tầm ngoài qua bắn. Mình ngồi dậy làm che luôn tầm gì đấy. Chui trong toilet đi. Chui trong toilet tù. Chui trong toilet thằng nào. Cố thủ trong toilet lên đi. Trong toilet tù lắm. Toilet này cứ nằm xuống thằng nào vào mắt. Chỉ sợ nó ném lưu đạn thôi xong xác định chết hay. Đấy có tiếng súng gần đây đấy. Đương nhiên là gần đây bây giờ bo còn nghe tí này. Gần đây đi đâu cho. Nhất tôi bảo chỉ có thể vào Mitamogua đúng. Tại ông đi rẻ chứ ai mà khiến ông chết. Thanh niên áo đỏ nhập thanh niên tim áo đỏ không biết là đâu rồi. Chết bò chưa biết. Áo đỏ nào? Không, không chết bò. Niên vừa lấy... Bò đấy nó vẫn chạy được. Mình chạy thì nó chạy theo được. Ê, tiếng súng bắn gần đấy. Đó
nó mất nhiều máu. Hai thằng nữa. 80. Có xe mấy ông phải bắn 6 thằng sau. Có xe. Mấy ông phải bắn 6 thằng nữa chứ. Ô xe nó đỗ ngay bên à nó khe phe. Hai thằng phía sau. Hai thằng phía sau. Nhưng mà nó chưa thấy mình đâu. Bảo ông đi sao tan đi. Ông bảo ông trước. Thì vẫn đang bảo. Ông nghĩ ông bảo tôi bảo ai? Ê chạy bom kìa. Cứ chạy. Nghe tiếng mà. Nó ở cái bước sau phía tường sau cái tường ngoài sau này. Hai thằng nó vừa phi xe đến. Bố bọn nó sẽ trèo vào hướng này. À không. Chắc nó sẽ không trèo vào đây đâu. Bởi vì bo ra kia. Chạy bo. Một phút nữa là bo vào này. Trèo ngoài đi. Bỏ đất ngoài đi. Mình đi ra ngoài đi. Có tường này nó quân này theo tường này. Này. Đừng đi ở trong đấy quân đi bắn lắm. Trận này phải cân búa cân sáu. Hai thằng đúng không? Nó chạy hướng này rồi, nó biết chạy đâu rồi. Quân đang bỏ. Gì? Biết được không phải hỏi tao. Chui dưới gầm này bắn được nè, chui xuống dưới gầm được. Hai thằng tổn kia đâu rồi? Chui trong gầm này này. Chui trong gầm làm gì, nó khó gì ta. Ê, có thằng nằm kìa. Đâu? Thằng nằm kìa. Đâu? Ở chung kìa, chung quân đấy. Ê, đâu? Đó là thằng ok. Ồ, hai thằng. Hay đi chơi. Hai thằng. Đấy, nó chạy kìa. Không thấy. Đấy. 235, 235. 255. Không quá, tôi cái góc của tôi khó bắn quá. Không quân đứng từ cái góc bắn được rồi, tôi không bắn được. Nó ngoài bức tường đi. Bò xấu rồi. Bắn một gì ra bắn nó. Chết mẹ rồi. Nhảy ra bắn nó thôi. Con quân này. Cho nó có xe nữa. Nó ở ngay trước mặt mình luôn đấy. Đấy, nó ở ngay trước mặt đấy. Quay. Cây cơ mà. Nó thính ngay đây luôn đấy. Đâu ra? Thính ở đây này. Ngay trước mặt quân luôn, thính. Thính thì quan trọng gì? Cứ cái thính, giờ này lấy thính làm gì? 240, à không. Yeah. 240 vậy? Nó ở 240 sao? Mình phải treo ra, bắt buộc mình phải treo ra. Nó ở 240 sao nhỉ? Hay 230 tầm này. Nó gốc cây trước mặt. Ông quân. Đã buồn. Ông gì thế ông báo. Tôi biết nó đâu đừng báo ông công loạn. 240. Chắc 240 đấy. Chắc cái gì mà chắc. Vừa đây thấy nó bò ra 240. Chắc chắn 100% tháng báo không có nói không có nói bạn nữa à. Cái bảo tầm 240. Ok tầm luôn. Lấy cái cây lấy những cái chỗ nào có cua vò. Cái cây này chẳng hạn. Bo này vớ vẩn vẫn đang ngoài mô ạ. Quân này theo tôi quân này quân kìa. Quân đi đâu đấy, cái tàu này còn tách ra hai cây à. Ôi quân yes. Đấy thế như nó bắt ở ngoài bo. Nó bắt ở ngoài bo sao bo đang về phía mình mà. Nó bắn ở đâu nhỉ? Sắp phiến đá bên kia có người. Ơi. Đế. Chưa. À đây rồi. Hai thằng mặc đồ cỏ. Ở trước mặt mình luôn đấy. Hai thằng mặc đồ cỏ năm. Đấy, có thằng đang đứng gần kìa. Chết một thằng rồi. Nốc một thằng rồi. Sợ
bắn quá, tôi bị lộ vị trí rồi, bọn nó bắn tôi. Nó một thằng rồi. Còn một thằng nữa. Biết rồi. Tại tôi bị lộ vị trí á. Và tôi bắn trước. Nó đang bò kìa. Để ông quân. Để ông quân bắn. Nó chết rồi, yếu lắm rồi. Ông quân còn một tí máu kìa. Yếu quá. À! Tôi xong ông quân. Mẹ, quả đáng mình đéo nên bắn. Đợi bò. Quả máy tôi nó giật quá. Không thì quả tôi chết nó luôn rồi. Mất nhỏ. Quá đáng không nên bắn, đợi quá cứ đợi bo đi bọn nó cũng ấy. Ui, nhỏ à, cái máy đó. Đâu hiểu vì sao máy FPS. Đâu hiểu cái, mỗi game này bị ý nhá. Các game khác thì vẫn cứ ngon lành. Đâu hiểu game này kiểu đeo gì mà vẫn chơi bình thường, hôm trước vẫn chơi bình thường thì hôm nay vào cái FPS chỉ có 20 không lên, giống cái hồi mới update.